Trương Mỹ Lan, người phụ nữ gây chấn động Việt Nam, đã nắm giữ top 1 toàn server trong ngành lừa đảo khi mà chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại 415.000 tỷ và đang khiến cho toàn dư luận phải sốc vì mức độ thao túng làm lũng đoạn kinh tế đến điên rồ của mình. Nếu mà ai chưa tưởng tượng được số tiền này lớn đến như thế nào, thì nó tương đương với khoảng 6% GDP của Việt Nam tính tới quý 3 năm nay. Và thử đặt liên tiếp số tiền này với mệnh giá là 500.000 đồng, thì chúng ta sẽ có một con đường 98.000 km, dài gấp 57 lần chiều dài từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Cân lên thì đâu đó cũng sương sương khoảng 68 tấn tiền. Bạn có biết là tất cả ban giám đốc, hội đồng quản trị của ngân hàng SCB đều chỉ là bù nhìn nằm dưới sự thao túng của bà Trương Mỹ Lan? Những chuyến xe chở tiền đặc biệt về nhà riêng của bà Lan với hàng chục triệu đô la. Hay liệu rằng người dân có lấy lại được số tiền mình đã cực khổ tích góp cả đời đã bị chiếm đoạt hay không? Vậy thì vô địch lừa đảo Trương Mỹ Lan thực sự là ai? Bí mật ẩn sau tất cả mọi chuyện là gì? Hay là những điều thầm kín chưa được công bố? Kính mời các bạn bóc trần sự thật. Gia đình bà Trương Mỹ Lan, những điều bí mật. Bà Trương Mỹ Lan thì còn có tên là Trương Muội, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1956, quê quán ở Hào Giang, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bà là người Trung Quốc thế hệ thứ tư, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Gia đình thì có lịch sử hơn 100 năm sống tại Việt Nam. Vào thời nhà Thanh thì tổ tiên của bà Trương Mỹ Lan đã đi từ Sán Đầu đến Sài Gòn, về phía Nam, dựa vào việc khai hoang làm kinh tế và sau đó điều hành con thuyền Hê Xuân Pha. Vùng phụ cận Sài Gòn khi đó là một trong ba chợ gạo lớn nhất thế giới. Công việc làm ăn của gia đình họ Trương ngày thêm phát đạt. Còn ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan, cũng sinh năm 1956, quê gốc thì ở Quảng Đông nhưng mà đã thường trú tại Hồng Kông và được chính quyền đặc khu cấp hộ chiếu. Vị này được cho là tỷ phú, sở hữu rất nhiều bất động sản từ Việt Nam đến Hồng Kông và cả Singapore. Bà Lan gặp ông Chu Lập Cơ vào năm 16 tuổi. Khi đó bà đang kinh doanh mỹ phẩm, còn ông Cơ thì là doanh nhân Hồng Kông chuyên buôn kẹp tóc. Họ lấy nhau và bắt đầu con đường kinh doanh. Vào năm 1992, bà Trương Mỹ Lan mới thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát. Tiền thân là công ty tư doanh Vạn Thịnh Phát, được thành lập từ năm 91, hoạt động ở trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn. Ngoài ra thì gia tộc họ Trương còn có hai doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là bố đẻ và cháu gái ruột của bà Lan, doanh nhân thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương, Trương Huệ Vân. Trương Huệ Vân được giữ chức tổng giám đốc của VTB Group có vốn điều lệ là 13.000 tỷ Việt Nam đồng. Vào năm 2007, VTB Group mở rộng đầu tư phát triển sang lĩnh vực bất động sản thông qua việc thành lập hai pháp nhân, gồm công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát và công ty cổ phần đầu tư An Đông. Đây từng được coi là tập đoàn gia đình giàu có và hàng bậc nhất Việt Nam. Chính bà Trương Mỹ Lan khoảng vài năm về trước cũng từng được tung hê là một trong số những người phụ nữ quyền lực, bản lĩnh giàu có mà ít người đàn ông nào tại Việt Nam có thể sánh bằng. Nghe thì có vẻ hoành tráng, nhưng mà sự thực, tất cả đều là tài sản từ việc lừa đảo. Thế kiềng bốn chân và kế hoạch tinh vi thâu tóm SCB. Từ tháng 12 năm 2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, tức là mượn tên người khác để đứng cổ phần, bà Trương Mỹ Lan đã nắm giữ hơn 81% cổ phần của 3 ngân hàng tư nhân. Đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, cũ, hơn 98% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và hơn 80% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất và thực hiện hành vi thao túng. Sau khi 3 ngân hàng trên hợp nhất thành Ngân hàng SCB, bà Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên hơn 85% cổ phần của nhà băng này. Chủ tịch của Vạn Thịnh Phát tiếp tục mua và nhờ người đứng tên để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại SCB lên đến hơn 91,5% vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Mặc dù là không giữ vai trò quản lý, nhưng bà Trương Mỹ Lan chi phối toàn bộ hoạt động, sắp xếp các nhân sự cấp cao, thao túng các khoản vay và sử dụng ngân hàng SCB để phục vụ mục đích cá nhân. Để thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã cùng đồng bọn lập nên một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và có tiến trình thực hiện kéo dài trong suốt nhiều năm. Quá trình hoạt động thì Vạn Thịnh Phát đã xây dựng nên hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia làm 4 nhóm chính, có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Đầu tiên là nhóm định chế tài chính, bao gồm SCB, Chứng khoán Tân Việt, Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú. Thứ hai, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, gồm Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Tập đoàn Đầu tư An Đồng. Thứ ba là nhóm các công ty ma, được thành lập để góp vốn đầu tư dự án, vay vốn ngân hàng hay đáo nợ. Thứ tư là mạng lưới các công ty tại nước ngoài, xây dựng công ty vỏ bọc tại các vùng lãnh thổ quốc gia thiên đường thuế để quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình bà Trương Mỹ Lan tại nước ngoài. Trong thực tế thì các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng SCB đều do bà Trương Mỹ Lan tuyển chọn và giao nhiệm vụ cụ thể. Theo lời khai của nhiều bị can là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc của SCB, bà Lan không giữ vai trò quản lý, song có quyền lực cao nhất trong việc sắp xếp nhân sự cấp cao, cũng như là chủ trương điều hành cùng hoạt động cho vay hay huy động vốn. Các chức vụ chủ chốt ở SCB như là hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát thì đều do bà Lan trực tiếp tuyển dụng từ đàn em thân tín, trả lương từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Theo yêu cầu của chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người đứng tên cổ phần phải có quan hệ thân quen và đều được trả tiền công. Ai chuyển nơi cư trú hoặc bệnh nặng phải tìm ngay người thay thế để tránh mọi rắc rối. Với các nhân sự cấp cao, bà Lan tuyển bị can Bùi Anh Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị của SCB trong nhiều giai đoạn. Ông Dũng được chọn giữ chức cao nhất ở SCB bởi vì bà Lan thấy hiền lành, không quậy phá và được lòng nhiều người. Nói một cách dân dã thì ông Dũng như một ông vua bù nhìn, còn thực chất người buông rèm nhiếp chính, chỉ đạo toàn cục chính là bà Lan. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua nhóm lãnh đạo chủ chốt tại SCB, bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng nhà băng này như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi của người dân và cả các tổ chức. Tuy nhiên là trong hoạt động cho vay, SCB lại chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân của chính bà Trương Mỹ Lan. Cách rút ruột từ ngân hàng SCB. Ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, bà Lan được gọi với biệt danh là Madam. Khi cần tiền, bà chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng phối hợp với cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống. Quy trình giải ngân tiền của SCB cho bà Lan là rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau. Tiền xuất khỏi ngân hàng, nữ chủ tịch sẽ chỉ đạo cấp dưới chuyển từ công ty được giải ngân sang các pháp nhân, cá nhân ma mở tài khoản tại SCB. Khi cần sử dụng thì bà Lan yêu cầu chuyển tiền lòng vòng trong các công ty chân rết do Vạn Thịnh Phát quản lý để tránh bị kiểm toán. Trong trường hợp cần tiền mặt, bà Lan gài pháp nhân ma vào hồ sơ vay vốn để hợp thức hóa. Thế nhưng mà thay vì chuyển khoản, bà chỉ đạo nhân viên rút trực tiếp tiền mặt. Phần lớn tiền được rút ra từ SCB chi nhánh Sài Gòn, một trong những chi nhánh lớn. Theo cơ quan điều tra thì điểm chung là bà Lan thường ra yêu cầu cần gấp tiền mặt, phải đáp ứng ngay. Khi nhận lệnh từ nữ chủ tịch, lãnh đạo của SCB sẽ chia nhau tìm cách đáp ứng. Tiền được chủ yếu lấy từ khoản vay tín dụng hoặc là phát hành trái phiếu. Tiền mặt khi xuất khỏi ngân hàng sẽ đưa cho Bùi Văn Dũng là lái xe của bà Lan để dùng ô tô trở về nhà riêng của nữ chủ tịch ở tòa nhà Seaworth số 127 đường Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở đường Trần Hưng Đạo. Tiền sau đó sẽ do Dũng hoặc Trần Thị Hoàng Uyên là trợ lý của bà Lan chuyển đến các địa chỉ khác nhau do nữ chủ tịch chỉ đạo. Dũng và Uyên không được phép ghi chép, lưu giữ về lai lịch, địa chỉ của người nhận tiền. Thế nhưng, họ vẫn lén làm việc này. Và đây thì cũng là một trong những bằng chứng quan trọng để phá giải vụ đại án này. Theo sổ ghi chép cùng lời khai của Dũng và Uyên, từ tháng 2 năm 2019 đến khoảng tháng 9 năm 2022, đã vận chuyển tiền mặt từ SCB về nhà riêng của bà Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao cho người khác. Ước tính là khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô. Khoảng 355 tỷ đồng. Cũng theo kết luận điều tra xác định, ngoài số tiền mặt trên thì có đến 1.284 khoản vay của 875 khách hàng là các khoản vay của nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát với dư nợ gốc hơn 483.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Nói một cách dễ hiểu nhất, để rút được số tiền trên, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các tay sai thân tín tại ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ khống để rút tiền của tổ chức tín dụng. Cụ thể thì thứ nhất, thành lập hàng nghìn pháp nhân ma, nhờ hoặc thuê hàng nghìn cá nhân đứng tên khách hàng để vay vốn. Thứ hai là lập các phương án để vay vốn khống. Thứ ba, các tài sản đưa vào đảm bảo cho khoản vay không đủ pháp lý, không đủ điều kiện để thế chấp, hoặc được nâng khống giá trị,
không đăng ký giao dịch đảm bảo. Ngoài ra, các đối tượng liên quan còn thông đồng với các đơn vị định giá để hợp thức giá trị tài sản. Thứ tư, lập ra các thủ tục thẩm định, phê duyệt các khoản vay như một hồ sơ vay vốn thông thường để hợp thức. Thứ năm là sau khi tiền được chuyển vào tài khoản chỉ định, sử dụng hàng nghìn pháp nhân ma, hàng nghìn cá nhân mở tài khoản để chuyển tiền lòng vòng, chuyển khoản ra khỏi ngân hàng SCB rồi rút tiền mặt, cắt đứt dòng tiền để bà Trương Mỹ Loan chiếm đoạt. Ngoài việc lập hồ sơ các khoản vay khống nhằm hợp thức hóa việc rút tiền nêu trên, Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo ngân hàng SCB thành lập mới đơn vị kinh doanh tại hội sở để chỉ giải ngân riêng cho nhóm Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời là hoán đổi rút tài sản bảo đảm có giá trị thay thế bằng các tài sản không đủ pháp lý hoặc là không hề có giá trị thấp để rút ruột ngân hàng. Ngoài ra thì bị can Lan còn chỉ đạo bán nợ xấu cho công ty mua bán nợ VAMC, bán nợ trả chậm, cấn trừ nợ để che giấu nợ xấu, giảm dư nợ tín dụng với mục đích để tiếp tục được huy động vốn và giải ngân. Cái việc điều tra sai phạm liên quan đến Vạn Thịnh Phát và SCB đã khép lại sau 13 tháng điều tra. Trong 86 người bị đề nghị truy tố, có 45 cựu lãnh đạo, cán bộ SCB, 8 người của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 12 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 thanh tra chính phủ và 1 người của kiểm toán nhà nước. Khi mà cơ quan điều tra biên kê tài sản của bà Lan, cả dư luận thì đã phải sốc nặng khi mà công an công bố thu giữ gồm 963 tỷ đồng tiền mặt, 43 tài khoản ngân hàng, có khoảng 1.896 tỷ, 857.561.259 cổ phần của SCB, 137.763.300 cổ phần của 5 công ty đứng tên khác, 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1.237 bất động sản liên quan, 269 nhà cho thuê, 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô hạng sang. Trên đây thì mới chỉ là những con số đếm được trong sổ sách, chưa tính đến của chìm, đọc mà muốn quéo vào lưỡi. Một vụ án quá sức tưởng tượng của những người bình thường như chúng ta. Bà Lan thì đương nhiên đang phải trả giá cho việc mình đã gây ra, nhưng hậu quả lại vô cùng lớn. Người dân thì cứ kêu trời mà vẫn chưa đòi được tiền, và cũng không biết số tiền mà bà ta chiếm đoạt có thực sự được lấy về hay không. Đó thì vẫn còn là một ẩn số. Cái kết nào cho Trương Thị và đồng bọn? Một vụ án quá sức tưởng tượng của những người bình thường chúng ta. Và có lẽ giờ đây, rất nhiều người đang mong chờ phán quyết công minh chính trực của tòa án. Một bản án đúng người đúng tội và công lý được thực thi. Vậy kết cục nào cho Trương Mỹ Lan cùng đồng bọn? Vào chiều ngày 11 tháng 4 năm 2024, sau nhiều tháng điều tra thu thập chứng cứ tài liệu của cơ quan điều tra và hơn một tháng xét xử sơ thẩm và nghị án, cuối cùng là Tòa án Nhân dân TP.HCM đã có tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cả 85 bị cáo khác nữa. Về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, Hội đồng xét xử nhận định lời khai tại tòa của các bị cáo đa số là thừa nhận hành vi phạm tội như là cáo trạng. Các lời khai phù hợp với nhau, phù hợp người làm chứng, người liên quan và các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Đủ cơ sở xác định bị cáo Lan là chủ của hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, căn cứ vào tài liệu và lời khai các bị cáo khác tại phiên tòa, thể hiện bị cáo Lan là người sở hữu thực sự và chi phối hơn 91,5% cổ phần của SCB, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB, tuyển chọn bố trí nhân sự chủ chốt tại đây. Do đó, hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa của bị cáo Lan và các luật sư về việc thực tế là bị cáo chỉ có 15% cổ phần, bao gồm của bị cáo và cả hai người con gái. Quá trình điều tra thì những người đứng tên trên 75% cổ phần tại SCB đều thừa nhận đứng tên dùng bị cáo Trương Mỹ Lan. Chung cuộc thì hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình vì tội tham mô tài sản, 20 năm tù giam về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 4 án chung thân với 4 bị cáo, gồm 3 cựu lãnh đạo cao cấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, bị cáo Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trốn truy nã và xét xử vắng mặt, bị cáo Bùi Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2 của Ngân hàng Nhà nước, tội nhận hối lộ là 5,2 triệu đô la. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bị cáo Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, quốc tịch Hồng Kông, bị tuyên phạt 9 năm tù giam.
bị cáo Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu ruột bị cáo Lan thì bị tuyên phạt 17 năm tù giam. Các bị cáo còn lại, hội đồng xét xử tuyên từ 3 năm tù treo đến 20 năm tù. Trong đó có 17 bị cáo được hội đồng xét xử tuyên án treo và trả tự do ngay tại tòa. Nếu mà các bị cáo không bị tạm giam vì tội khác. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 673.800 tỷ đồng. Vì bản chất bị cáo sử dụng toàn bộ số tiền này, tuyên bị cáo Lan phải chịu hơn 673 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Ngoài ra thì hội đồng xét xử cũng có nhiều kiến nghị. Trong đó kiến nghị cơ quan điều tra Bộ Công an xác minh làm rõ dòng tiền là 108.878 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu đô la mà bị cáo Lan nhận từ SCB để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Vụ án có lẽ là vẫn chưa đến hồi khép lại, rồi sẽ còn đó xử án phúc thẩm, thậm chí giám đốc thẩm. Song tin rằng với mức án cao nhất được đưa ra cho những kẻ lừa đảo sâu mọt của đất nước như thế này, thiệt nghĩ đó mới là bản án công tâm nhất, thích đáng nhất, đủ sức để xoa dịu đi phần nào những thiệt hại và phẫn nộ của các nạn nhân cũng như tất cả người dân trên cả nước.